Những năm trở lại đây, ngành mỹ thuật đa phương tiện là ngành nghề đã có sức thu hút các bạn trẻ bởi từ thực tế xã hội đã đặt ra nhu cầu tìm nguồn nhân lực. Là nhóm ngành được du nhập vào Việt Nam từ năm 2004, mỹ thuật đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sáng tạo, thiết kế những sản phẩm sáng tạo mang tính đa phương tiện và tương tác ứng dụng trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giáo dục và giải trí. Hiểu một cách đơn giản, đó là việc thiết kế đồ họa, trò chơi điện tử, làm hoạt hình 3D, thiết kế web, làm phim. Tất cả đều được thực hiện trên máy tính. Và hầu như các sản phẩm truyền thông, quảng cáo, truyền hình và giải trí hiện đại như game, điện ảnh, hoạt hình được sử dụng ngày nay đều là những sản phẩm của mỹ thuật đa phương tiện. Hiện tại mỗi năm trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia đào tạo gần 1.000 học viên với nhiều ngành nghề khác nhau như đồ họa, thiết kế web, kỹ xảo điện ảnh, thiết kế 3D, thiết kế nhân vật hoạt hình. Em cũng có đam mê về đồ họa, sau khi tìm hiểu thì em được anh chị tư vấn vào trường Arena Multimedia. Em thấy học ở đây thì môi trường rất là thoải mái. Em chọn đồ họa vì em có sở thích của nó và sau này em có hy vọng là sau này em sẽ là một nhà thiết kế phim hoạt hình. Tại vì em học ở đây là em đang thích cái đồ họa. Và cơ bản thì sau này muốn ra trường thì em muốn theo ngành designer. Và cái việc mà em theo này thì nó hoàn toàn là thuộc về đam mê và sở thích thôi. Cái ngành này chủ yếu là các bạn nam học, nhưng mà em cảm thấy là xã hội bây giờ là bình đẳng giới rồi. Thế nên là cái việc mà mình thích và mình theo học nó là chuyện rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Và có thể là mình sẽ kém hơn các bạn đi một chút, nhưng mà mình có thể dùng cố gắng để bù đắp được mà. Ở tại Việt Nam thì nói về trường đào tạo về mỹ thuật đa phương tiện mà toàn diện thì nó cũng rất là ít. Đa số các trường sẽ đào tạo các cái phần nhỏ như là thiết kế đồ họa hay là làm phim. Đấy, còn riêng tại Arena Multimedia sẽ tạo cho các bạn tất cả các cái kỹ năng liên quan đến mỹ thuật đa phương tiện, từ thiết kế đồ họa đến làm phim đến làm 3D, làm game và làm cả các kỹ xảo điện ảnh phía sau. Đấy là một lợi thế mà khi mà các bạn chọn tại học tại Arena Multimedia. Nhân dịp đầu năm học mới, trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia cơ sở tại Hà Nội đã tổ chức chương trình chào tân sinh viên năm 2017. Để các bạn tân sinh viên giao lưu với các giảng viên và cựu học viên của nhà trường. Tại chương trình, các đại biểu đã trả lời những thắc mắc của các bạn sinh viên về ngành mỹ thuật đa phương tiện, đồng thời cho rằng đại học không phải con đường duy nhất để dẫn đến thành công, bởi học ở đâu cũng cần niềm đam mê, sự năng động và không ngừng tìm tòi học hỏi. Nếu học nghề giỏi, cơ hội thành công là rất lớn. Theo thống kê, hiện tại nước ta có hàng trăm công ty quảng cáo và các đơn vị truyền thông truyền hình. Do vậy, nhân lực ngành mỹ thuật đa phương tiện là rất cần thiết, nhất là trong sự phát triển như hiện nay thì việc học nghề là một hướng đi hữu hiệu để giảm tỷ lệ thất nghiệp, tự tạo việc làm, giúp các bạn trẻ có một công việc ổn định để tạo lập cuộc sống.